Xin chào tất cả các bạn, tôi Khôi đây. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ với bạn về sao cự môn. Sao cự môn, nguyên văn, sao cự môn trong thuyết ngũ hành vừa thuộc âm thổ, vừa thuộc âm kim. Đây là thổ yên tĩnh chôn kim, cho nên hóa khí làm ám tinh, sao u ám. Ở trên trời thuộc dấu sao bắt đầu, ở trong mệnh bàn chủ về lời qua tiếng lại thị phi, tranh chấp la mặt hay ngầm đấu nhau. Nếu có quyền thì làm thầy người ta, thanh danh vang xa. Có thái dương hội chiếu thì quang minh lỗi lạc, vừa phú vừa quý. Cự môn ở cung Tý hoặc cung Ngọ, gọi là cách hạch trung ẩn ngọc. Ngọc ẩn trong đá, lấy cự môn hóa quyền hoặc hóa lộc làm thượng cách. Lấy độc tồn đồng cung làm thứ cách. Lấy không có lộc tồn làm cho tốt lên, làm kế đó chủ về phú quý song toàn, một đời chức cao lộc hậu nhưng không lên nên tới đỉnh tối cao. Nếu lên tới đỉnh điểm sẽ có hậu quả không tốt, hoặc bị mọi người chỉ trích dẫn đến thân bại danh liệt. Cự môn ở hai cung Dần hoặc Thân đều chủ về danh lợi song thu, có thể thành đại phú, thanh danh lừng lẫy ở tha hương. Có điều lấy cung Dần làm thượng cách, cái đó là cung Thân. Ở cung Dần lấy thân thế phát mập làm hợp cách, cự môn ở cung Tỵ không lợi cho phụ tinh cha, hoặc tuổi con nhỏ đã làm con thừa tự của người khác, nếu không sẽ tổn hại cha. Hay còn nhớ còn nhỏ nhiều bệnh tật, chủ về vất vả tất bật nên học một nghề chuyên môn. Nếu được độc tồn đồng độ thì phúc dày lộc trọng, trong tính tình mộc mạc giản dị mà cẩn thận, chủ về giàu có. Nếu hóa quyền hóa lộc thì khí phách cực lớn, giỏi sáng lập sự nghiệp, chủ về sang quý. Cự môn ở cung Hợi có hóa quyền hóa lộc hoặc lộc tồn đồng độ, chủ về đã phú lại còn quý, lừng danh ở tha hương, trong tài năng quá lộ, trí cao mà khí ngạo nên dễ bị người chỉ trích. Cự môn ở cung Thìn nếu hóa quyền hoặc hóa lộc thì chủ về phú cách, gặp theo lộc tồn thì chủ về đại phú. Nếu cự môn và văn xương cùng đến cung Thìn mà cự môn hóa lộc, văn xương hóa kỵ là cách rất đặc biệt, chủ về đại phú đại quý. Vì sao Thiên Đồng ở cung Tuất có thể hóa giải xấu của sao kỵ thành hữu dụng? Cự môn và thiên cơ ở cung Mão có hóa lộc hay hóa quyền hoặc lộc tồn đồng độ, có và có tả phụ hữu bật, thiên khôi thiên biệt hội chiếu là chủ về cực quý. Cự môn và thiên cơ ở cung Dậu tuy có cát tinh hóa lộc hóa quyền hoặc lộc tồn đồng độ nhưng vẫn chủ về quý mà không hiển, phú mà không bền. Các cung vị trên đều lấy tiêu chuẩn tam phương tứ chính không gặp kình dương, đà la, hỏa tinh, linh tinh là hợp cách. Sao cự môn đồng độ với sao Thiên Đồng ở cung Sửu hoặc cung Mùi chủ về có hình khắc khổ cực, nhiều thị phi, hóa lộc hóa quyền tuy tốt nhưng không được lâu. Cự môn ở cung Tuất hóa quyền hoặc hóa lộc là kỳ cách, cách đặc biệt. Bởi vì Thái Dương ở cung Ngọ là mặt trời ở giữa trời, hội chiếu cự môn thì khí u ám tan hết. Bình chú 1. Bất cứ chính diệu nào cũng đều có mặt cát lợi và mặt không cát lợi, không có ngoại lệ. Chẳng qua sao cự môn ở trong phần lớn tình huống dường như đều mạnh về tính chất không cát lợi mà khá yếu về tính chất cát lợi. Cự môn ám diệu nhưng không phải là sao này hắc ám, mà nó thích che ánh sáng của các sao khác, khiến cho mờ tối mất ánh sáng. Do đó cần phải thấy Thái Dương nhập miếu vượng
mới cắt lợi, thái dương lạc hãm thì về thì vô cương hóa giải được tính chất u ám của nó. Hai, tính chất của cự môn ở 12 cung tinh bàn tùy ở chỗ khác nhau, trong tính chất lời qua tiếng lại thị phi, tranh chấp la mặt hay ngầm đấu nhau. Trong số đó thì 12 cung đều như vậy, cho nên nó rất ghét thấy hóa kỵ, kình dương, đà la. Hỏa tinh, linh tinh, thông thường hễ vận dụng được lời nói vào công việc thì có thể giảm bớt sự bất lợi về lời qua tiếng lại thị phi. Ở cung mệnh, cung tài bạch hay cung sự nghiệp thì càng như vậy. Ba, cự môn hóa quyền, chủ về có quyền uy về phương diện lời nói, cho nên có ý nghĩa làm thầy người ta, thích hợp làm thầy giáo hoặc làm công chức diễn thuyết hoặc làm công tác diễn thuyết có liên quan đến dạy học. Nếu thấy văn xương, văn khúc, hóa khoa, thiên tài thì sức thuyết phục của lời nói càng lớn, càng giảm bớt tính chất lời qua tiếng lại thị phi, bởi vì khẩu tài có khả năng thuyết phục người khác, cho nên giảm bớt thị phi. 4. Cự môn tương hội, đồng độ hoặc đối cung với thái dương là kết cấu tốt nhất trong tinh hệ cự môn. Có điều thái dương cần phải nhập miếu thừa vượng mới tốt. Tổ hợp cự môn và thái dương tất sẽ ở 4 cung độ: cung dần, cung thân, cung tỵ, cung hợi. Ở cung dần hoặc cung thân thì thái dương và cự môn đồng độ, còn ở cung tỵ hoặc cung hợi thì thái dương vây chiếu cự môn. Mà thái dương ở cung dần và cung tỵ là miếu vượng, cho nên cự môn ở cung dần và cung hợi là tốt nhất, chủ về quang minh lỗi lạc. Nếu thấy thêm văn xương, văn khúc, tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên biệt thì chủ về được quý, thấy hóa lộc, lộc tồn, thiên mã thì chủ về được phú. 5. Cự môn thủ mệnh ở cung tý hoặc cung ngọ, đó là cách thạch trung ẩn ngọc, ngọc ẩn trong đá. Nguyên do có tên này là bởi vì cái cục này tất sẽ có cái đẹp ở bên trong, nhưng không phải một sớm một chiều là có thể nhìn thấy được, mà phải mất nhiều thời gian tiếp cận và quan sát mới có thể phát hiện ra được ưu điểm ở trong đó. Giống như là một miếng bảo ngọc ẩn trong khối đá, cần phải đem khối đá loại bỏ hết tạp chất đi mới thấy được cái đẹp ở trong đó. Tình huống cụ thể là tài năng và ưu điểm tính cách của mệnh tạo phải trải qua thời gian mới lộ ra. Lục Vân Triệu đã nêu ra trường hợp như thế nào mới kể là nhập cách. Nếu thấy thêm các tinh, tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên biệt, văn xương, văn khúc thì có thể phú quý song toàn, tòng không lên, lên tới đỉnh tối cao. Thế ở vị trí lãnh đạo tối cao nhất định sẽ bị chèn ép, đả kích, làm bia cho người ta bắn. Cho nên thà ở địa vị khó mà tay nắm thực quyền, nhường cho người khác chức danh lãnh đạo thì tốt hơn so với gắng gượng, lộ diện, làm công, lãnh công. 6. Cự môn và thái dương đồng độ ở cung dần và cung thân thì cung dần là tốt. Đây là cách mặt trời mọc ở phương đông, chủ về mệnh tạo có khí phách lớn, có hàng tâm, có chí phấn đấu, có thể thành tựu nghiệp, sự nghiệp lớn. Nếu thấy thêm cát rượu và cát hóa thì càng đẹp. Cung thân tuy tốt nhưng lại thiếu hàng tâm, làm việc mau nguội, sự nhiệt thành. Đây là sự khác biệt giữa thái dương lúc mặt trời mọc và lúc mặt trời lặn. Thái dương và cự môn ở cung thân lúc còn trẻ có chút thành tích, có điều không thể tiếp tục tiến bộ. Thái dương và cự môn mà có thể danh lợi song thu, đại để là vì thái dương mà được cát hóa thì chủ về có tiếng tăm lớn, cự môn mà được cát hóa thì chủ về tiền tài nhiều. Ngoài ra thái dương và cự môn là tinh hệ chủ về người ngoại quốc và nước ngoài, do đó cũng lợi về thanh danh, được ích lợi
ở trong vùng ảnh hưởng của người ngoại quốc, cho nên mới có thuyết thanh danh lừng lẫy ở tha hương, không phải Thái Dương thừa vượng nhập miếu mới đúng. 7. Cự môn ở cung Tỵ. Do đối cung là cung Hợi, có Thái Dương là hãm, Thái Dương là cụ Tây sao cha, cho nên có hình khác đối với cụ thân, chủ về tổn thương cha, hoặc bản thân lúc nhỏ hay bị bệnh nặng khiến cho cha phải lo sầu. Nếu thấy thêm các sát hình kỵ hao thì ngoại trừ hình khác là cuộc đời còn gặp nhiều trắc trở tai ách, cho nên cần có nghề chuyên môn làm bảo bối phòng thân. 8. Cự môn và lộc tồn đồng độ, chủ về thu nhập dồi dào. Nếu thấy thêm các cát rượu mà được cát hóa thì có thể trở thành giàu. Nhưng pháp mà cũng không hoang phí, nên nhìn từ một góc độ khác thì có hơi keo kiệt, xong cũng đều vì chăm lo cho sinh hoạt cần thiết gia đình mà thôi. 9. Cự môn hóa lộc thì lợi về tài vận. Cự môn hóa quyền thì lời nói có quyền uy. Tẩy đều là tinh tượng, có khí phách và giỏi sáng lập sự nghiệp. Nếu có thêm cát rượu hóa lộc thì càng cát lợi. Chẳng hạn như có lộc tồn hóa lộc đồng độ thì tài khí càng đại vượng, không chỉ chủ về quý mà còn chủ về phú. Cự môn được cát hóa ở cung Hợi, do Thái Dương ở cung Vượng cho nên cát. Nhưng do ánh sáng Thái Dương quá mạnh nên sẽ có khuyết điểm. Song tài năng quá lộ, chí cao mà khí ngạo nên dễ bị người chỉ trích. Mà mấy cách này nên giấu bớt ngạo khí thì sẽ phúc chảy, có thể được người yêu thích. 10. Cự môn ở cung Thìn, có thiên đồng vây chiếu, được cát hóa mà thấy lộc tồn là cách cục giàu có. Còn đối cung thiên đồng được cát hóa là bậc thứ không mạnh bằng cự môn được cát hóa. 11. Ngoại trừ tình huống đã thật ở trên, Lục Vân Triệu còn nêu ra tinh hệ cự môn các lợi khác, chủ yếu đều là căn cứ cự môn hoa lộc, hóa quyền, thấy lộc tồn. Đó là then chốt để phán đoán cự môn ở cung mệnh có đại cát hay không. Còn về tả phụ, hiệu bật, thiên khôi, thiên việt thì chỉ là phụ trợ mà thôi. Có điều ý nghĩa, văn xương và văn khúc cũng khá trọng yếu, bởi vì xương khúc thì có tài hoa, lời nói có sức thuyết phục, có thể chinh phục người khác, cho nên giảm bớt cơ hội bị người chỉ trích, bất mãn. Ngoài ra cứ môn tương hội tứ sát tất nhiên sẽ dẫn đến lời qua tiếng lại, tranh chấp thị phi, cho nên cần phải không thấy tứ sát, nếu không cuộc đời sẽ gặp trắc trở, sẽ gặp lực trở lực rất lớn, thành tựu sẽ bị giảm đi rất nhiều. Và sự chia sẻ của tôi hôm nay về sao cứ môn xin tạm dừng ở đây. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.